Xin chào các bạn, hôm nay Manny đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Hôm nay mình đã làm một cái bài này nó cũng khá lâu rồi. Mình cũng muốn làm một số series, một số video về cái topic là breakdown. Những cái bài nhạc phổ biến là những bài nhạc hit ở Việt Nam, kể cả trên thế giới. Thì nếu các bạn muốn biết cái quá trình làm bài nhạc đó hoặc là những cái nhạc cụ người ta dùng làm bài nhạc đó như thế nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới video này để mình biết, để mình có thể sắp xếp được những bài khác nữa, làm thêm nhiều bài cho các bạn để phân tích ra. Thì tại sao mình lại làm cái series này? Thì có một cái kỹ năng hết sức là quan trọng đối với producer, đó chính là kỹ năng analyze hay là kỹ năng phân tích. Có nghĩa là chúng ta có những cái kỹ năng cần thiết trong những cái khóa học mà mình đã có chia sẻ với các bạn, những cái khóa học online hay là những cái khóa học offline. Đây là bổ sung cho các bạn những cái kỹ năng mà các bạn cần, những kiến thức các bạn cần. Còn việc mà áp dụng cái kỹ năng nó như thế nào là phụ thuộc vào việc các bạn phân tích và các bạn nghe nhiều nhạc. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ break down bài hit một thời gian gần đây đó của Binzy, Binz và Tuliver. Đó là bài Big City Boy. Xin mời các bạn cùng xem video lần này. Một bài nhạc hit thì nó có rất là nhiều yếu tố để tạo thành hit. Nhưng mà đối với bài nhạc này thì nó theo cái thể loại gọi là hip hop, club banger. Nope. Có nghĩa là nó là một bài nhạc được chơi trong club và nó có một cái giai điệu cuốn hút tươi tắn bằng những cái đoạn hook và những cái đoạn rap hết sức là tinh tế của Binzy kết hợp cùng Tuliver với cái đoạn beat cực kỳ cháy. Tuy bài nhạc này nếu các bạn mới nghe lần đầu thì các bạn sẽ nghĩ đây là một bài production khá là đơn giản. Nhưng mà sau khi mình ngồi mình phân tích và mình tìm hiểu, mình remake lại cái bài này thì mình phát hiện là Tuliver đã dùng rất là nhiều trick ở trong đây. Mà nếu chúng ta không có một kỹ năng analyze tốt thì các bạn sẽ rất là dễ dàng nhầm lẫn và sẽ không bao giờ làm ra được. Kể cả mình đã cố gắng mình làm gần 2 tuần nay, mặc dù không thời gian làm không có liên tục, nhưng mà một ngày mình làm một hai tiếng mà mình ngồi mình chơi với nó thì mình phát hiện ra một số thứ rất là hay và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Quay lại với màn hình trên máy tính mình đây, đó là phần mềm Ableton và hiện tại đang là cái project remake Big City Boy. Thì tổng cộng ở đây là mình có 15 track. Bài nhạc này không có nhiều track nhưng mà nó sẽ có một số thứ mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên thì rất là dễ. Cái sai lầm mà các bạn sẽ dễ dàng nhận ra nhất đó là các bạn sẽ làm thừa kích. Thừa kích ở đây là mình cũng gặp cái sai lầm này, là mới đầu mình nghe mình cứ nghĩ là cái kích nó sẽ đi chung với cái bay, nhưng mà không phải. Cái kích nó sẽ đi những cái nhịp như các bạn thấy trên màn hình. Cái nhịp cuối khi mà cái bay chơi á, cái bay cuối cùng nó chơi trong một khuôn á, thì bỏ kích ra. Thì mình phát hiện là bởi vì ở đó là cái nhịp thứ tư trong một khuôn nhịp, thì nhịp thứ tư trong một khuôn nhịp thường thường nó sẽ là nhịp snare và nó sẽ không có cái kích ở trong đó. Nên cái kích nó sẽ trong một khuôn nó sẽ chỉ có ba cái kích như thế này thôi. Đó, và nó sẽ lặp lại. Đó là cái thứ nhất. Thì cái này mình chỉ sử dụng một cái kích rất là phổ biến trong nhạc hip hop. Và mình sử dụng phần mềm Simpler. Mình có tool nó để phù hợp với key bài nhạc, đó là F-Sharp. Và một cái tuner để mình canh. Sau đó sẽ là Auto Filter để mình cắt bỏ cái phần 2. Rồi một số cái EQ, rồi một cái là Transient Meter để mình thay đổi về cái attack và cái sustain của cái kích cho nó nghe gần giống nhất có thể. Thứ hai đó là snare thì cũng không có gì đặc biệt, nhịp 2 và nhịp 4 ở mỗi khuôn. Nhưng mà mình không có snare giống của Tuliver. Tuliver thì gần như là sẽ kết hợp giữa một cái snare và một clap ở trong đó. Thì mình cũng không có thời gian nhiều nên mình dùng đại một cái snare cũng trong bộ AOA. Hi-hat thì có một cái hi-hat mình thấy rất là hay. Mình muốn chia sẻ với các bạn luôn, thì hi-hat ngoài các bạn có thể vẽ nốt MIDI như trên màn hình như thế này ha. Các bạn dễ dàng thấy trong một khuôn nhịp thì nó sẽ có nhịp 1/8, 1/8, xong rồi sẽ 1/16, xong rồi sẽ có triplet ở trong đó để tạo ra cái rhythm của cái hi-hat như thế này. Rồi. Và một cái nữa mà các bạn lưu ý khi mà các sử dụng hi-hat á, thì có một phần rất là quan trọng mà các bạn sẽ không ít khi nào các bạn để ý, hoặc là những cái bạn beginner sẽ không để ý, đó là bên cái phần control này. Thì có một cái phần là LFO, thì ở đây mình map với volume là 20%, map với peak là 30%, map với filter là 20%, và cái LFO này mình để ray của nó là 1/8 nhịp. Để làm cái gì thì cái LFO này nó sẽ điều khiển
tác động 20% vào volume và 20% vào peak của cái hi-hat này. Nếu mà chúng ta không để cái FO này thì cái hi-hat chúng ta nghe rất là thô, nghe rất là thô kệch và nó không có mịn, không có mượt. Bây giờ mình sẽ tắt và các bạn nghe thử ha. Các bạn thấy nó khá là thô đúng không? Mà khi chúng ta bật FO, map vào volume, map vào peak, map vào filter thì chúng ta sẽ nghe cái hi-hat của nó, nó cảm giác nó có movement, nó light hơn. Đó là một cái trick mà các bạn làm nhạc hip hop R&B nên lưu ý. Tiếp theo là cái hi-hat của mình nó khá là sắc, nên mình có để attack là 40 ms để nó giảm cái tiếng attack của hi-hat lại, làm hi-hat của mình nó mịn hơn. Ở đây hi-hat không nè, không attack ha, rất là sắc. Và sau đó là 40 ms attack thì hi-hat của mình nó sẽ mịn hơn hẳn và cái nó sẽ bớt có bị harsh, bớt bị chát cái lỗ tai. Rồi auto filter để một lần nữa mình chắc chắn là mình cắt đúng cái tần số, và ở đây một chút xíu EQ để mình giảm lại. Rồi phía sau thì mình có để một cái auto bend là nó sẽ tự động bend trái phải theo một khuôn, cứ mỗi một khuôn là nó sẽ bend trái phải 27.8%. Rồi fill không có gì đáng nói, chỉ là một cái symbol. Strut cũng không có gì đáng nói. Reverse thì reverse là mình lấy cái strut mình bỏ reverb vào, sau đó mình sẽ render nó lại. Reverb mình để 100%, render nó, sau đó mình reverb nó lại. Rồi mình sẽ cắt ra, mình làm thành một cái reverse. Thì cái kỹ thuật này hơi khó đọc, nó gọi là reverse reverb reverse. Nó hơi khó đọc chút xíu, mà nó sẽ tạo ra cái tiếng như thế này. Và khi mà nó đi chung với cái strut của chúng ta thì nó sẽ tạo thành một cái âm thanh nó có sự liên quan với nhau và nó sẽ bổ sung cho nhau để tạo thành một cái transition nó smooth hơn. Đó, như các bạn thấy, đối với kỹ thuật này nó sẽ làm cho những cái transition của chúng ta nó sẽ rất là smooth. Rồi tiếp theo đó là AOA. Thì cái AOA này mình sử dụng một cái sample AOA mình đã thử bằng một cái scene, nhưng mà cái scene thì mình cảm thấy nó không có hay, nên mình sử dụng một cái sample có sẵn. Và mình sử dụng bên phần control này mình tune nó cộng 2 semitone, mình có một transpose để mình lên đúng với cái tông của bài nhạc. Rồi mình sẽ sử dụng filter để mình cắt lại 538 hertz để làm cho cái bay của mình nghe nó mịn và nó nằm đúng cái vị trí tần số của nó. Đây là cái tuner để mình xem được cái tông của nó đúng theo ý mình chưa. Thì khi mà mình tune thì nó sẽ có một trường hợp là nó sẽ bị detune. Thì ở đây mình sẽ detune ngược lại trừ 12 cent để cho chắc chắn là khi mà mình chơi nó sẽ không bị out key. Đây. Nó vẫn còn hơi chút xíu nhưng mà chấp nhận được. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng rất là nhiều compress, limit và sidechain. Tại sao mình lại sử dụng ba cái compress? Thì khi mà chúng ta sử dụng một cái compress á, thì nó sẽ tác động rất là nhiều vào cái sound của chúng ta, có thể dẫn tới là clipping hay là có một chút xíu distortion. Đó là lý do sao mình sử dụng ba cái compress khác nhau, và mỗi cái compress á, mình cho nó gain reduct nó tầm khoảng 2 tới 3 dB. Thì ba cái như vậy thì nó sẽ reduct tổng cộng là gần 9 dB, đúng không? Nhưng mà nó đảm bảo là cái sound nó sẽ không biến đổi nhiều. Đó, như các bạn nghe, cái sound của mình nó mịn nhưng mà nó đảm bảo được cái sự balance của nó. Tiếp theo mình sử dụng một cái limiter. Bởi vì khi sử dụng sample hay là các bạn sử dụng bất kể cả scene hay là VST cũng vậy, thì khi các bạn đổi tông thì cái cao độ của nó thay đổi, và cái cách cái scene, cái sample nó hoạt động là nó co giãn cái sóng âm ra, thì nó cũng thay đổi về cái mặt âm lượng, dẫn đến là cái bài nhạc chúng ta, nhất là cái bass trong nhạc hip hop, nó sẽ không đảm bảo một cái đồng điệu về mặt âm lượng từ đầu tới cuối. Nên đó là lý do mình sao mình để một cái limiter, mình để sẽ lên là -12 để đảm bảo là tất cả những cái note nào quá lớn sẽ bị cắt bỏ, nó sẽ giảm xuống, và những cái note nhỏ hơn, những cái note còn lại nó sẽ tăng lên, để đảm bảo cái sự đồng bộ của volume xuyên suốt trong cái AOA của mình. Rồi tiếp theo đó là cái sidechain. Thì cái sidechain này cũng có một số bạn học rất là lâu rồi nhưng mà bị sai ở cái phần này, là cái sidechain này á, là các bạn quên mất là các bạn
bật cái tính năng là EQ trước khi cho signal vào sidechain. Thì EQ này để làm gì? Thì để mình EQ tín hiệu mà mình lấy tín hiệu sidechain từ cái kick. Thì khi mà tín hiệu kick nó đi vào trong cái compressor sidechain thì nó sẽ bị EQ trước khi nó tác động vào cái compressor. Ở đây mình EQ nó là 305 Hz và mình tăng cái Q nó lên để cho cái tín hiệu mình lấy đúng cái tín hiệu tắt thôi của cái kick, thì các bạn sẽ nghe tín hiệu này. Nó chỉ sidechain đúng tín hiệu đó thôi. Còn nếu mà mình tắt EQ á, thì nó sẽ sidechain cả cái kick. Đúng không? Mà cái kick của mình có cái low ở trong đó nữa. Mình muốn là cái low và cái bay của mình nó dính lại với nhau chứ nó không có tách rời. Nên mình để cái EQ này thì nó sẽ đảm bảo nó cắt bỏ những thứ mà mình không muốn đi vào cái compress của mình, để nó compress đúng cái phần nó compress thôi. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái sự mix, cái sự pha trộn giữa cái kick và cái AOA của mình nó dính chung lại với nhau thành y như là một sao vậy. Các bạn nghe cảm giác như là một sao vậy đó. Mình sẽ solo hai thằng này ha. À, các bạn nghe các bạn cứ nghĩ là đây là cái kick, đây là một cái sao, nhưng mà thật sự nó là hai cái sao. Và mình làm nó với cái sự khéo léo của sử dụng cái compressor sidechain để cho hai cái này nó glue dính lại với nhau thành một. Rồi, tiếp theo là cái guitar. Thì cái guitar này, bạn nào mà biết chơi guitar thì rất là đơn giản, chỉ là thu guitar thôi. Sau đó mình mix nó đơn giản. Thì mình nhờ bạn Nghĩa trong công ty thui mình đoạn guitar này. Thì sau đó mình cứ bỏ đoạn guitar này vào và mình sử dụng một cái effect auto filter để mình cắt những tần số low chừa đúng tần số mình muốn. Rồi sau đó là một cái guitar dynamic control để nó điều khiển cái dynamic cho nó ổn định của cái đoạn âm lượng này. Tiếp theo là cái auto filter khác để mình cắt tần số cao. Ở đây là 11.000 Hz, thì mình cắt cái phần này để đảm bảo có room để cho snare hay là hi-hat nó chơi ở phía trên, hoặc là vocal, những cái đoạn airy của vocal ở phía trên. Rồi một cái EQ nữa để mình balance lại những cái gì mà mình đã làm trước đó để đảm bảo cái tiếng guitar này nó không chiếm quá nhiều không gian trong bài nhạc. Và mình cũng send một chút xíu ra reverb và bên phần Vox để tạo cái hiệu ứng stereo cho cái guitar này. Đây là phần mềm Vox mình đã có giới thiệu trong cái video review về plugin 1 đô. Thì cái này là một cái plugin 1 đô có chức năng là tạo fake stereo. Mà mình đã có nói trong video rất là lâu rồi, các bạn có thể tìm lại video đó ha. Rồi, còn một đoạn nữa, hai sao nữa. Thì cái sao này á, là cái sao mà khi xuống cái phần break 1 nó sẽ có một cái sao. Thì cái sao này mình đoán là Tulliver đã dùng một cái vocal và chop ra và sau đó sử dụng một số effect để tạo nó. Mình thì không có cái nguồn hay là không có cái sample đó, nên mình sử dụng một cái preset trong Ableton có tên là Void AA. Thì nó cũng tạo được cái hiệu ứng tương đương, nhưng mà nó không có cái độ harsh của như cái bài của Tulliver. Mình bỏ một cái overdrive để tạo cái độ harsh cho nó. Tiếp theo là auto filter, cắt cái low và EQ để mình cắt tầng 2, mình cơ một chút. Và mình sử dụng một cái auto band. Lần này thì mình để amount là 67% và ray của nó là 8, có nghĩa là 2 khuôn. Có nghĩa là 8 nhịp 2 khuôn, thì cứ mỗi 2 khuôn nó sẽ đi qua trái, đi qua phải 67%. Tiếp theo là reverb. Rồi, nó sẽ tạo ra sao như thế này. Đó, đây cũng là một cái sound rất là hay, cũng đòi hỏi kỹ thuật để làm được. Tiếp theo thì ở cái đoạn build up, ở cái drop 2 thì nó có một cái sound là sound 2006 Atari Basic Saw. Thì đây là một cái sound mình nghe giống như là một cái scene khá là cũ. Nó vẫn chưa có cái độ harsh của cái sound giống của Tulliver, nên mình bỏ vô một cái overdrive vào cái saturation để tăng cái độ harsh của sound này lên. Tiếp theo là mình bỏ auto filter để mình cắt phần low và EQ mình boost một chút xíu phần 2 lên. Sau đó một cái reverb. Compress này thì mình không sử dụng tại vì mình lười tạo một cái utility, nên mình sử dụng luôn compress để mình automation cái output của nó, tương tự như là automation của cái volume ha.
Rồi, reverb này thì mình để decay time khá là dài. Tiếp theo là mình để automation cho cái dry wet này, để khi mà dry wet này nó đi lên á, thì nó tạo ra cái hiệu ứng có tiếng vang, và sau đó nó lại ngắt xuống, nó sẽ tạo độ mịn. Khi cái sound lên quá lớn thì nó sẽ làm cái sound mịn hơn, sẽ làm cho người nghe cảm thấy là dễ chịu hơn, nó không có bị cái sound nó không bị harsh quá. Và mình cũng có automation, cái phần auto filter này ở cái frequency là cái high pass filter này, để đảm bảo khi cái sound lên thì nó sẽ filter, là nó dồn hết năng lượng và nó rút lại tất cả mọi thứ ở cái phần low end của bài nhạc, để dồn cho cái phần drop high nó vô, là nó đánh bập một phát là vô luôn, thì nó sẽ tạo được cái hiệu ứng làm build cái sự chú ý của những bạn nghe nhạc trong bài nhạc. Cái khúc này sẽ tắt hết cái phần high, đúng cái phần bass, để giữ lại cái nhịp điệu của bài nhạc và đẩy 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 đẩy, đẩy lên, kết hợp với hai cái sound hồi nãy là strat và cái strat reverb này, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng transition rất là smooth. Rồi quay lại thì mình gom tất cả những cái sound mà những cái element của bài nhạc này mình bỏ vào, thì lúc đó nó sẽ vô đúng cái đoạn drop 2 và ra được những cái theo ý muốn của mình. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe ha. Vô. Đó, như các bạn thấy thì nhìn nó dễ nhưng mà thật sự nó không dễ, nó có một số trick ở trong đó. Cái quá trình production thì có thể gọi là nó khá là dễ, nó không có đòi hỏi các bạn phải phải biết quá nhiều thứ để các bạn làm được cái bài này, mà khi các bạn làm, các bạn có thể làm được 60%, 70% hoàn toàn giống như những cái gì Tulliver làm, rất là đơn giản. Nhưng mà để có được những cái sound gọi là chính xác, gần giống nhất có thể, thì đòi hỏi các bạn phải tìm hiểu và mình phải học thêm rất là nhiều. Thì trong video này thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là quá trình làm nhạc nó đơn giản nhưng mà nó cũng có sự sáng tạo, và mỗi cá nhân, mỗi người có một cái sự sáng tạo rất là riêng biệt để tạo nên cái chất của mình. Ở đây là chất Tulliver thì không thể nào mà lẫn vào đâu được. Và chất của Binz cực kỳ club banger. Mình rất là thích bài này. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho các bạn và các bạn đã học hỏi được gì đó từ trong cái video này. Nếu các bạn hứng thú với cái lĩnh vực sản xuất nhạc hoặc là học làm nhạc thì các bạn có thể xem qua những cái lớp online của mình về MC May thực hiện, kể cả về làm nhạc và thu âm. Link mình sẽ để phía dưới. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn các bạn trong những video lần tới. Nếu các bạn thích mình breakdown bài nhạc nào thì hãy comment bên dưới bài nhạc mà các bạn muốn. Mình sẽ cân nhắc và mình chọn ra một bài nhạc phù hợp để làm trong video lần kế trong series này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.